Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa ban hành quyết định cấm người dân, du khách dùng dầu gội, xà bông, hóa chất tại các trụ tắm nước ngọt công cộng trên địa bàn thành phố để bảo vệ môi trường. Tại thành phố Vũng Tàu, hiện có 6 trụ nước ngọt công cộng, trong đó 5 trụ ở bãi trước và 1 trụ ở bãi dứa. Những trụ nước ngọt này nhằm để phục vụ miễn phí cho người dân, du khách sau khi tắm biển. Trước khi có lệnh cấm trên, chính quyền cũng đã dán dòng chữ đề nghị người tắm tiết kiệm nước, không sử dụng hóa chất để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người vẫn dùng xà bông, dầu gội khi tắm nước ngọt tại đây. Nhiều người dân tắm biển đều ủng hộ quyết định trên của chính quyền, vì nếu tắm xà bông, dầu gội ở các trụ nước ngọt, vừa ô nhiễm, vừa lãng phí và dễ gây ùn tắc khi có đông người. Chiều ngày 16 tháng 8, một lãnh đạo phòng quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu cho biết, trước mắt thành phố sẽ cấm biển quy định xử phạt tại các trụ nước ngọt công cộng, đồng thời kiểm tra nhắc nhở. Sau một thời gian nhất định, nếu phát hiện trường hợp vi phạm, sẽ yêu cầu dừng sử dụng trụ tắm nước ngọt và tiến hành xử phạt hành chính theo quy định.